Hay gì không? Thấy gì? Mày ra hè mày thấy là nó giật giở đâu? Quất coi té. Mấy bà kia, mấy bà chủ quán mày á. Đáng đời. Nghe hồi tối là nghe cháu của chú nói là chú quýnh cô Dung hả? Có không? À chú Minh. Có không? Có lập hình nè. Có không? Là chú Minh. Chú Minh. Có không? Đồ bầu chửi cho mình đi chứ. Có không chú Minh? Sao mình mà vậy cha? Có không? Không có hả? Chú trả lời đó, chú đừng có lắc khán giả không có nghe được. Rồi có không chú Minh? Có quýnh cô Dung không? Quýnh nào chơi tới mang bệnh đấy vậy? Ờ quýnh nó mang bệnh đấy là chị này nó quan phải không? Không quýnh phải không? Không đánh mặt khóc hả? Chớm đi hả? Đó, thấy chú đó không? Ngoài đó thấy chú đó tuần này phải không? Vinh. Đó, người ta còn đi kiếm tiền đó. Mời chồng. Vinh. Ông đó gần đây không? Nhà, nhà ông nghèo không? Dạ. 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 Chữ à. Chữ à. Rồi, tóm lại là không có quýnh không? Rồi bị nó quan phải không? Rồi hồi sáng này... cô Dung có tìm xuống chú không? Có không? Sao? Có không? Xuống đây ngồi đây uống bia rồi, uống nước ngọt mà cũng nè. Có không? Chạy ra uống với tôi không có tiền mà không lấy cái cần. Chạy qua bông mút nhậu anh đó. Hỏi mẹ tôi có không? Tôi nhậu anh bông mút với nói ông nhậu luôn đó. Rồi chạy qua bông mút đó. Giờ hồi tối có gặp khuya rạng sáng cô Dung có xuống đây không? Chú thấy cô Dung có xuống không? Hả chú Minh? Có xuống không? Mua quà gì? Hồi sáng này nè có xuống không? Đúng thuốc. Có xuống không? Rồi cô Dung nói với chú làm sao? Nói sao không chịu nha? Có lợi xin thuốc chú hút không? Cho rượu hút á. À, rồi lại nói sao chú anh? Cô Dung xuống nói sao với chú? Chú tôi đi uống khuây vậy? Đi uống khuây rồi nói sao, đi uống khuây nói sao? Mày không có đi. Ồ, ý là cô Dung nói anh ơi mình đi uống cà phê rồi chú anh chảnh lên chú mình nói tôi không có đi. Đầu dữ hả? Này chú mình găng ha. Rồi chuyến này là quyết định là cắt đứt với cô Dung luôn hả? Không hả? Không. Vậy là giỡn chơi hay sao? Hả? À chú Minh, chú trả lời á, chú đừng có lắc đầu gật đầu khán giả còn không có hiểu. Giỡn cái chơi. Sao? Giỡn không? Ý là giỡn thôi. Mà giỡn gì đâu rồi, giỡn gì đâu mà giỡn quá thế vậy? Giỡn vậy đó. Giỡn vậy mới vui phải không? Đó không? Mà có dặn cô Dung không? Không dặn phải không? Chú nói với chuyện á, chú đừng có lắc đầu chú. Rồi vậy là chú chủ yếu là chú giỡn với cô Dung thôi phải không chú Minh? Giỡn thôi giỡn thôi, không có quýnh mà không có quýnh luôn. Vậy là tại nghe đồn vậy mà thật chữ vậy đó, không quýnh. Chữ có chữ thì có chữ đúng không phải không chú Minh? Có chữ thì có chữ chứ không có quýnh. Cô Dung thương chú mà con hỏi thiệt nè, chú có thương cô Dung không? Tao quýnh rồi đặng mang bệnh rồi tao nói vậy. Đúng rồi. Rồi con hỏi thiệt nè, chú có thương cô Dung không? Không lẽ giờ con tao quýnh. Chú Minh. Chú có thương cô Dung không? Hả? Chú Minh, chú có thương cô Dung không? Không có. Không có không? Quấn ông không bệnh rồi con nuôi như vậy? Ừ. Bây giờ nào con nói với cậu, hỏi là con cháu cũng về cháu thiệt nha. Ông nói là ông không tặng ở với cái cùng, đúng không? Tặng bà lên vẫn chơi vậy thôi. Giờ bọn nó chơi phải không? Không ý là giờ bọn nó chơi thôi. Ăn đi. Giờ bọn nó chơi thôi, không có thiệt phải không? Nào nó dám vô bới cho mình tao lựa hỏi không? Trời ơi, trời ơi, ghê thiệt. Có giá hay rồi à.
Rồi hôm qua nghe chú kể là có nhỏ nào nó đang ve chú vậy chú mình. Chú đó nhỏ nào chạy xe Honda đó. Bỏ rồi. Bỏ hả? Mua con gà ăn đúng không mà đúng không? Gà tao mua, gà đó mà anh ta cho bả nghe, bả cho rọ tao. Bây giờ là tôi mới cậu ấy nè, giờ kiếm con Dung đi. Không có kém. Sao hả? Sao không kém? Tấu cái xuống à? Tấu xuống à? Biết mà. Mà hồi tối hôm qua có xuống không? Hôm qua nó xuống đó đó à, xuống là buổi sáng thôi. Còn giấc tối có xuống không? Tối nó có xuống không? Tối rồi. Tối ngầu nó lấy cây khiệu đầu. Khiệu đầu hả? Giỡn với chú hả? Rồi. Rồi. Tụi nó ngủ à? À. Mà làm ăn đủ trộn trộn rồi vậy. Anh lo nó chăn hầu đó, anh lo chăn hầu đó. Chữ của Dung gì luôn? Quay ra rồi giờ mới lại. Dung đã nói sao là chăn hầu. Ý là ông tưởng đâu là người lạ đúng không chú Minh? Ai giờ quay lại gặp cô Dung rồi phản ứng chú làm sao? Gặp cô Dung rồi chú nói gì? Nói khiêu đậu rồi thôi đi, nói đi, không mất. Ý là cô Dung phải khiêu đầu nói. À, em nè anh Minh hay gì là biết rồi đúng không? Kiều đầu tưởng nó là nóng máu phải không? Cho nóng máu, nóng xong nóng, tự nhiên đang ngồi có người kiều đầu phía sau không thấy, rồi quay lại gặp cô Dung rồi chú nói là sao? Tao mở cái bà của nội mày. Mày tao mà kiều lại đâu? Rồi cô Dung nói là sao chú? Tao giỡn hả? Trời ơi. Giỡn khôn quá. Giỡn khôn quá. Giỡn gì mà giỡn trên đầu tao phải không? Giỡn trên đầu tao. Từ đêm hơn 12 giờ cứ lóc cơm cho ăn bỏ bố qua la luôn đúng không? Tao lóc cơm muốn cho tao ăn hoài. Không Dung kìa. Cô Dung kìa. Gà đâu nóc? Gạo gì? Mới hôm qua hai bao đây mà gạo đâu nóc? Lại lên bán trà gồm. Hôm qua xác nhận là cô Dung bán cái phần của cô Dung là bán có một bao mà. Đúng, con này bán. Con của chú nè. Vì sao hết gạo? Chú này lấy lên bán ra. Thì lấy mà hôm qua con vô con quay là chú nói cô Dung lấy một bao gạo của cô Dung là cô Dung đi xin người ta cho. Rồi cô Dung đó, lấy còn hai bao đó. Tôi còn hai bao rồi tao ghét cái nó không nấu luôn. Giờ ghét không nấu rồi sao nó hết gạo? Ôi. Tôi ghét nó không nấu luôn, bà hai còn hai ba nữa đó. Vậy là không nấu, chú không nấu bỏ đói cô Dung luôn. Bỏ đói cho nó, vỡ cho nó biết. Bỏ cho biết rằng lần sau đừng có chữ bà hai nữa phải không? Ừ. Chữ hai là bà lại xin cơm kia. Nó chữ. Tôi bó tôi cơm nè, tôi muốn làm cho bố nè. Nó chữ á. Bà nói về cái nó chữ. Bà chị rồi thất ảnh vậy. Tôi nói thôi bà nậu với nó khùng. Mà chết nó gì? Lúc hồi tao nóng lên. Bà chọc tôi nóng. Không được đồ ngoài đúng không? Đồ nó đâu ngoài đây dục. Đúng rồi. Đồ đâu đây dục. Xác nhận điều đó. Đồ đâu có đồ dục đúng không chú anh? Đồ với lại tắm giặt đồ hơn mà. Đồ nó đâu đây dục. Đồ tắm đâu đây? Đồ này đâu có. Không có. Hãy dục. Mày xuống tay dục đồ ta. Xuống tay dục đồ ta. Bữa đó bỏ nói ba ngày đúng không? Tôi bỏ một cơm chung. Ăn hết luôn hả? Hết cơm luôn nha. Em muốn cho bố uống luôn. Mình xuống mình dục đầu đâu. Bữa đó cảm ơn bà, chị ba nhiều quá trời luôn. Cứ thôi đi chơi cùng cháu được rồi. Quên quá trời cơm bỏ thì đi đón qua này. Tôi ghét dân cận thống nấu luôn. Tự nhiên có liên quan gì đâu ghét thống nấu. Bà đi chợ mua cái lóc kìa nữa à, đúng không? Ừ. Rồi bà, ông cá sống của bà không ăn nè. Đúng không? Bà đặt cái màu lại đi. Rồi. Ý là nước cá sống của vô không ăn rồi bắt đầu làm lợi. Cho đâm mà sao không đủ con cá đó. Trời ơi, đâm không đủ con cá thì nước chưa chín, đâm sao lủng. Sao mới lại được? Hả? Bỏ vô kho lại. Kho luôn. Bây giờ nước... Cô Dung, hồi chú Minh, nước không chín rồi mặn ra kho lại. Ngạc ha.
Mong mở ha. Chính là mới vô ông mới chọc vô cầu đó. Có cái này tôi mới cầu đó. Rồi có này là sao cái gì? Cái hả? Không có à, ông bố ông mình mua chọc vô cầu đi. Ý là rồi có người mới cho chú cái máy la vô để hát giảng không? Là chú mới vui phải không? Còn hôm qua giờ là buồn phải không? Buồn từ cái bữa mà bắt đầu tới giờ là không có máy hát là buồn đúng không? Bữa nay vui lợi phải không? Vui rồi, nhớ bữa nay gặp cô Dung xuống rồi nói chuyện ngọt ngào lên đây chú. Nghe chú. Tại cô Dung thương chú lắm á. Mà cái chú hỏi anh rồi kiếm được chưa? Trời ơi. Cô Dung nói gì hả? Cô Dung nói anh ơi kiếm được chưa hả? Có vậy luôn hả? Kiếm được chưa tay ta? Kiếm được chưa tay ta? Mới xin bà la bên đó. Mới kể rồi. Cô Dung cần sao nha chú Bạch? Cô Dung cần sao? Mới kể lên đi. Rồi cô Dung có nói gì không? Ôi chọc. Bà nội nói tục, nó lại tục ép xong hoài. Trong ép hoài luôn hả? Nó nói trong buồn nha. Trong buồn ha. Tao còn mất tiền nữa, cổ còn tiền nữa đó. Cổ còn tiền nữa. Mình lại tục ép à. Tục ép tao có chuyện con me mày đó. Con me hả? Me làm gì? Mà từ lúc xưa tới giờ chú uống cô Dung lần nào chú anh? Không. Thì không à? Ở chỗ mà chữ nó quấn rộng hiện tại tôi quấn đâu rồi căng được. Ông chưa giữ dịch nữa, ông ở nhà bà Hồng, cửa nhà bà Hồng nha, đứng sau bóng điện nha. Có không? Có gì không? Quấn lần lần. Ngủ xuống nè. Đúng gì không? Nó quá chữ rồi. Ở trên hồng ngủ xuống nè, ông cho bây giờ ở, ông chung ở với ông nè. Quá chữ rồi, nó quấn luôn. Rồi là quấn lúc trước phải không? Rồi có từ cái lúc mà ở cây xăng quấn ngày lần nữa. Không quấn. Cây xăng không quấn. Không quấn à. Thì từ hôm mở cây xăng về tới đây có quýnh cô Dung là nào không? Chữ không không? Cái chữ không? Chữ không? Chữ vui hả trời chúng mình? Vui. Chữ vui. Chữ tôi còn buồn thêm nữa vui. Tôi nói mà chữ ra cái nỗi tôi dỗ ngỏ mày. Ý là cô Dung chữ chú. Mình thấy con quỷ ngỡ là lên. Cần cái hút lên. Hết chữ. Hết chữ. Ý là có ghiền thuốc hút và có xe chữ. Ai chú anh? Rồi chuyến này có lên kiếm nhà cô Dung không? Không ok. Kiếm chị đưa cho quen. Quen sao? Quen sao chú anh? Kiếm hoài giết nó quen. Quen phải không? Cho nó xuống. Cho xuống không? Giữ à. Cái gì? Cái này chúng mình dữ quá. Nhưng hồi vậy mới sợ. Sợ cũng có sợ hả? Rồi vậy. Nhìn thấy dân hồ ghê. Vậy mới sợ luôn hả chúng mình? Mẹ ơi dân hồ trước này nó mẹ ơi. Ghê hả? Mình không quýnh ai. Không quýnh ai. Chỉ hù thôi phải không? Hù vợ luôn. Người lạ mày tao quýnh à. Nó ghê không? Dữ à, ghê vậy. Em sợ bắt bẫy, em sợ không dám nữa nha. Ghê đó, giống đó đi vậy. Nhậu đi, chỉnh đi, chỉnh đi, chữ tao đi, tôi quýnh liền. Không phải thất tình rồi đi, chứ làm cách giao gặp tay. Rồi thế này là mất cổ hay là thất tình cô Dung mà gặp tay vậy chứ mình? Mất cổ không? Chứ tưởng đâu nhớ cô Dung quá, cô Dung không xuống rồi gặp tay chứ. Mà chiếc này có tha lỗi cho cô Dung chưa? Em biết đâu. Mà ý là chú có tha lỗi không? Có tha lỗi cho Dung kìa. Nó muốn rồi nó về vậy. Ý là vậy là tha lỗi rồi. Ủa Dung có chịu không hả? Mà hỏi cô Dung, Dung có chịu không đúng không? Hồi sáng này em hỏi Dung đi chợ với anh Dung. Đi chợ hỏi Dung giờ làm hỏi với mình không? Đi nè. Em nói chị ba không ở mình đậu lộ vô quá. Rồi. Bạn bày hay quá.
có không chú mình? Mình nói vậy rồi chơi đi ba gai đó. Nói vậy mới trúng ba gai luôn. Còn kia ông thích nước, sao lạnh không được, không thích nước được. Tại vậy tính nấu cơm cho nó ăn. Sao? Mà bình thường là chú nấu cơm cho cô Dung ăn hả chú anh? Không biết nấu đâu. Không biết nấu đâu. Không nấu sao mà cũng dĩa cơm chín, không có dĩa không mới cho bà. Ông ngồi ông ăn ngon quá à, cho mấy bà ăn. Có cho ăn không? Cái ngày vô ăn ăn. Dần chén muốn vô ăn thì ăn không? Không nhờ bà mới cho cái dĩa cái muỗng bà không, nó không chặt luôn, không ăn luôn đó. Đó. Bà bưng cơm vợ nó không ăn, nó nhảy vô ăn. Nó nhảy vô mâm cơm ăn luôn á. Không có vô quá rồi. Bà bưng cơm lại nó ra không ăn rồi nó nhảy vô cơm ăn á. Không có vô quá. Nó không bảo nói gì nó nhảy vô ăn. Ờ. Giờ một ngày cô Dung ăn mấy buổi chú mình? Mấy bữa, mấy buổi? Hai buổi ăn bữa. Hai bữa ăn bữa, một bữa ăn mấy buổi? Ba bữa. Ba bữa luôn, sáng, trưa, chiều luôn. Cô Dung ăn một lần là được mấy chén cơm chú Minh? Cô ngồi nhậu nó ăn cơm hoài. Là mấy chén? Mấy chén đó. Mấy chén? Hả? Mấy chén? Năm chén đó. Năm chén hả? Trời bụng gì ăn tôi ngầu vậy đó. Tôi nhậu rồi mà tôi không ăn cơm đó. Là cô Dung hơi dứt hết nồi luôn hả chú anh? Tôi đâu ăn thịt nạc đâu, ăn đậu. Ăn đậu còn thịt nạc đấy cho cô Dung à. Dì thương cô Dung quá rồi như đó. Giáo bộ vậy không, chữ cho vui phải không? Chứ không quýnh, quýnh mất công mình nuôi sao đúng không? Mà chú Minh có bí quyết nào sao mà chú làm cỡ nào mà cô Dung cũng chẳng thương chú à chú Minh? À, chú chỉ cho con bí quyết đó rồi. À, chú Minh. À, có bí quyết nào mà sao cô Dung thương chú à vậy? Không biết nè. Không biết luôn. Rồi cô Dung nói chú hôn nách, có hôn nách không chú Minh? Đi dốc hả? Mà hồi có dịch về đó. Trời có dịch về. Ồ có dịch là lâu lắm rồi chứ đâu phải ở đây đâu. Chưa được thay áo luôn. Đấy là ông chèo ông không cho cái đầu ông tắm ra ông không được kỳ. Mà cái nách ông hơi cũng nếm thơm. Có dịch về chưa được thay áo giặt đầu. Có không chú mình? Có không? Xuống kinh tắm có kỳ mình không chú mình? Mình bắt cái cầu dưới chỗ ở dưới sông á. Mình bắt đầu mình giặt đầu luôn, mình tắm luôn. Còn nó bà nội tôi cái giặt đầu nha, lon ba đầu xuống giặt hết, không có giặt. Bắt đầu chồng đầu gì con nó giặt, ô giặt xuống hết trơn. Bây giờ là cho xác nhận lên nè. Tại giờ là câu hỏi nè, chú Minh trả lời nè, chú Minh cho hỏi nè, là năm nay chú Minh được nhiêu tuổi? Quên hết trơn rồi. Trời ơi sao quên vậy? Tỉnh tôi quên rồi. Tuổi của mình cũng quên hả? Rồi sáng giờ chú Minh nhậu được bao nhiêu chai rồi? Một chai hả? Một chai đó mấy lít chú Minh? Mua có 13 đó. À, vậy là mấy lít? Lít 1 đó. Lít 1 hả? Mình chú nhậu hết luôn. Ủa, chú qua nhậu đám cưới vậy? Hả? Ủa nhậu đám cưới sao đem rượu theo? Nhậu cái nhà sát bên đám cưới chứ không phải nhậu đám cưới không? À, quen với người ta chú. Rồi người ta mời qua chú qua nhậu hay là chú tự động đi qua? Quen. Quen hả? Rồi người ta mời chú hay là chú tự động xách rượu qua? Mình mua cho đãi uống cho đãi lại. Ý là mình tự động đem rượu qua, mình rủ người ta nhậu không? Chú anh năm nay chú được nhiêu tuổi mà chú không nhớ luôn hả chú Minh? Không nhớ luôn. Rồi chú Minh lúc trước tới giờ á, chú có bị tai nạn lần nào chú Minh hay là bình thường hết? Có bị tai nạn lần nào chú Minh? Không hả? Rồi chú là anh hay là chú Cường là anh chú Minh? Em.
Ai là em? Chú là em hả? Hả? Hay là chú Cường là em? Thì em. Sao? Thì em. Ờ, vậy là chú Cường là em của chú. Trong nhà chú mấy người anh em chú mình? Bốn người con trai. Bốn người con trai thì sao nghe cái chị này kêu chú bằng là bác Bảy hay gì? Bác Bảy. Ờ, sao kêu chú bằng bác Bảy thì sao mà giờ bốn người anh em mà chú thứ bảy? À, về lớn mình hơn. Thứ nào? Thứ hai, chị thứ ba. Thứ năm, thứ sáu. Thứ Út, không phải thứ bảy. Ờ, vậy là nhà đông hơn mà người nhà đâu 6 người gì mà sao chú nói có 2 người anh em vậy chú anh? 4 người con gái. Rồi sao chú nói 4 người chứ? Vậy là 4 người con gái, 2 người con trai. Phải không? Ờ, vậy đúng rồi. Vậy là tổng cộng mấy người chú? 4 người con gái, 2 người con trai là mấy người? Trên người có 2 người. Ừ. Bà Bai đó chị. Bà Bai thứ ba. Bà Bai, bà Lè, bà Kèo, bà Léo, bà Hùng. Bây giờ người tóm lại là 4 người con gái đúng không, 2 người con trai, là tổng cộng là mấy người chú? Không biết luôn. Sợ không biết luôn. Chú lúc xưa chú Minh có đi học gì không chú Minh? Hả? Không, không đi học luôn. Có nè, thứ ba nè, năm nè, cháu rồi, tổng cộng là cháu rồi, đúng rồi, còn con chuyển hoài cũng không chọn không suy nghĩ, rồi mẹ con thứ hai nè, rồi con tớ là con cháu nè, thế sao mẹ? Tại vì con dọn cái chuyện hiến á, nếu mất trí nhớ rồi cái chuyện cùng luôn, không biết gì luôn. Thôi chú Minh sao chuyện đó chú đi thiến à chú Minh? Hả? À chú Minh, chú Minh ơi, thì sao mà chứng mà sao chú nói chú đi thiến vậy? Để quá nhiều nuôi không? Ý là để vậy đụng vô bà nào là bà đó có đẻ phải không? Nuôi không đổi thì bây giờ mình tự nguyện là mình đi thiến luôn không? Cho nó hết có con nữa đúng không? Tại có con mình nuôi không nổi không? Vậy chơi chú. Chú tổng cộng à, bao nhiêu người con chú Minh? Chú Minh con chỉ với Út đó. À, vậy là 2 người con. Rồi chú có lúc đi thiến đào chú không đào hả? Chú không mời hả? Không, nhiều qua mấy ngày sau đâu không? Không đào luôn. Đâu hay quột vô rồi sao sao chú rồi sao nó có cái đèn ở trong á. À, rồi sao nữa, nó kêu mình dòm cái đèn á. À, dòm cái đèn rồi sao nữa mà nằm rồi mới mê luôn. Mê là sao, mê là sao chú Anh? Chích mê vô là mày mê rồi mà nó không biết gì đâu luôn, không biết gì. Rồi bao lâu chú mới thức dậy? Tầm gấu bao lâu chú mới thức vậy? Chú ngồi chút xíu rồi tôi giao ra rồi cài cờ đi bộ về luôn hay là đi xe về? Chú chạy cờ cờ luôn, chạy cờ cờ luôn rồi đi bộ về luôn hả chú? Không có chạy bộ về, đi xe mới nói chưa đi về. Ờ, có mấy người đó đưa về luôn ha, đưa tiền luôn. Ờ, rồi chứ nó lấy được nhiêu tiền chú? 200 ngàn. Lấy tiền ở nhà thương rồi xe nó. À, lấy tiền nhà thương nhiêu tiền chú? Hết triệu rồi. Ồ, đây là tổng cộng được 1.2 triệu hả chú? Rồi có ông nội kia, ông nội cô bà cháu mình tao lát á, nói ông Minh đi cho mượn. À, mà tao đã kiếm gái hồi tao quạo quýnh cho luôn về. Đầu đã ra là đầu ra không biết đâu à. Chút sao chú? Hả chú Minh? Chút sao vậy chú? Đầu ta bước ra không biết đâu. Bước ra hồi
hết đầu, hết đầu đầu chúng ta mượn chẻo mà. À, cái chỗ đó người ta nói tiền của ta mà cho mượn. Kêu chí lớn vô lấy đó. Lấy vợ mình đi dắt trai cả nhà đúng không? Dạ, dạ ông Sáu ông kia vô đó mới bắt được con Quýnh đó. Vô kia ông Sáu biết nữa là chỗ gác nào là chỗ gác nướng cho con. Hắn có một chuyện là rồi chỗ gác nướng vợ mộ này mà ông Tiến sau biết vợ nhà đi dắt trai cả nhà thật tức hôm này rồi em mới đi kêu kiếm ông mộ này vừa thích ấy. Tao hút gác về đó tao thấy nó nằm hai đứa ngồi mà chèo. Rồi ông cô Hoàng cũng kêu nó thấy đâu thấy gì mà giá hè rồi thấy liền hè cái chỗ nào chú chỗ nhà nhỏ này ờ cái chỗ đó đi ra luôn hả cái cây bao lớn rồi chú làm sao tôi muốn ngâm chú quen luôn có không em hỏi nó rồi có không. Nó chạy ra ngoài này bị tao quýt đó. Ông nói lại luôn á. Ông vợ ông có bu nè. Ừ. Ông vợ ông có bắt hôm đó không thấy hả? Tao ông cháu ông kêu mình lợi. Tao vô. Nó có đánh người ta đánh vợ mình nó hơn. Rồi ông gì ở chỗ ta ở dục cái cây dài á Trung Quốc Trung Quốc cái là nằm mà té bật cửa đó. Ừ, vậy đâu có chết chứ là quất người ta xỉu thôi chứ chú nói quá chứ nó quýnh gây chết quèo luôn xỉu thôi đúng không là giật dạ đau quất cái té. Mấy bà kia mấy bà chủ quán mày á đáng đời vợ ta. Rồi cô đó giờ ở đâu rồi chú? Tôi theo khác nữa theo khác mà rồi chuyến này là tóm lại là không có dặn cô Dung đúng không chỉ là giỡn với cô Dung đúng không chữ là chữ vui đúng không chú anh chữ vậy đó. Từ giờ quý vị khán giả thì cô chú mình là cởi là vợ lớn của chú mình ha còn cái phần cô Dung thì chú mình nói là chỉ giỡn thôi chứ giỡn này kia cho nó thương nhau nhiều hơn đúng chú mình phải không đó chú mình này sao chú mình sao mà chú giỡn với cô Dung mà ác quá vậy chơi vậy mới vừa chơi vậy mới vừa phải không vậy mà vậy mới vui đúng không. Dạ lần một nữa thì quý vị khán giả cũng hiểu ha thì chú mình chỉ giỡn với cô Dung vậy thôi chứ thật ra là chú mình cũng rất thương cô Dung ha tại vì cô Dung là người lo lắng cho chú mình từ cái lúc mà chú mình còn ở nhà quan nè chứ không phải tới bây giờ thì mọi sinh hoạt của chú mình thì cô Dung này kia đi xin hoặc đi đụng dây chai này kia có tiền thì thấy chú mình mà không có tiền á thì cô Dung cũng lòi tiền ra cô Dung cho ha còn vấn đề mà lấy tiền của cô Dung là chú có lấy không à chú mình không hả à, cho không à ý là nói quý vị giải hiểu thêm chú mình là mỗi lần cô Dung cầm tiền cô Dung cho chú mình thì im xuôi thì không nói gì còn mỗi khi mà cô Dung mà lên cơn là cô Dung làm quá lên thì cô Dung nói là chú mình đang cấp tiền của chú cô Dung nha thì clip này cũng sáng tỏ phần nào quý vị khán giả thì đến đây thì cũng video đã dài ha mình chào tất cả quý vị khán giả ha quý vị khán giả thương em nhớ đăng ký like share để cập nhật tình hình cuộc sống của cô Dung và chú mình bye bye khán giả chú mình bye bye dạ, cảm ơn.